tôi đã biết cho tôi xin gửi tới quý ông quý bà cô dì chú bác cùng toàn thể quý vị khách quý và lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất ạ. Tôi là bác của cháu Yến, thay mặt cho đại diện quốc gia học gái xin có tôi lời phát biểu. Thì đầu tiên tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý vị khách quý đã có mặt tại hội trường hôm nay. Như vậy là qua một quá trình thời gian tìm hiểu thì hai cháu đã đến ngay đỡ hoa kiểm trái. Như vậy là qua một quá trình thời gian tìm hiểu thì hai cháu đã đến ngày đỡ hoa kiểm trái. Thì được sự nhất trí của chính quyền địa phương và được sự đồng tình của hai bên gia đình thì được gây lành, được chồng được gây lành tháng tốt. Thì hôm nay đây, hai gia đình đã tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu Đinh Khải và Văn Hưng. Và hôm nay đây, chúng tôi sẽ xin nhận cháu Khải về làm rể, làm con của dòng họ của chúng tôi. Và chính thức ngày hôm nay, chúng tôi sẽ xin gửi cháu Uyên về làm con, làm dâu của nhà họ Trái. Rất mong nhà họ Trái tạo mọi điều kiện giúp đỡ dành do chị bảo để cháu luôn luôn là giáo huyện dễ đảo. Và tôi xin chúc tình thông gia mãi mãi gắn kết kéo sơn. Xin chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và cuối cùng tôi xin chúc quý ông quý bà cô dì chú bác cùng tất cả toàn thể hội trường một lời chúc sức khỏe mạnh khỏe và hạnh phúc. Tôi xin cảm ơn. Vâng, xin chân thành kính cảm ơn lời phát biểu cho dâu của chúng tôi đoàn họ này. Đây kính thưa quý ông quý bà, kính thưa toàn thể hội trường, tôi cũng vô cùng xúc động nói thể cho lần đầu tiên bước chân lên đất sân khấu thì đại diện cho họ nhà Trái. Được hết, xin cảm ơn sự tiếng đoán nông nhiên của họ nhà Cải chúng ta và cùng chấp nhận lời giáo dấu của đại diện của vị họ nhà Cải. Chúng tôi ghi nhận những cái lời giáo dân mộc mạc và chúc tình cảm thông gia giữa hai bên và hai mảnh đất quê hương giữa Thanh Dương và Thanh Cung chúng ta mãi mãi thành công.